Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Hôm nay nhân dịp New Year các bạn ha, mình chúc cho các bạn và gia đình của các bạn một năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, phát đạt ha các bạn ha. Thì hôm nay anh em có một tiệc nhỏ nhỏ ở nhà mình. Thì hàng xóm đang bắn pháo bông. Thì tối giờ là ở vòng ở taxi thì nó bắn phong dữ lắm các bạn. Đó, bắn phong dữ lắm. Thì bây giờ còn sớm các bạn, bây giờ mới 9:15 mà. Cho nên anh em còn đang hồi chơi, nhậu nhẹt. Rồi một chút nữa bắt đầu ở trong cái chiếc xe bán tải này là nguyên một cái thùng pháo, rất là nhiều pháo. Thì một chút nữa bắn pháo bông mình sẽ chia sẻ với các bạn. Bắn pháo bông ở vùng Houston này, thì các bạn nghe người ta bắn vòng quá trời. Bây giờ người ta bắn cho đến tới tới 2-3 giờ đêm luôn các bạn. Thì tối nay cái thời tiết rất là đẹp, rất đẹp. Một chút nữa thì mình sẽ lấy những cái bao trùm, mình trùm chiếc 720 này. Đằng sau vài chiếc nữa trùm lại hết để bắn pháo bông cho không có rớt lên trên xe các bạn ha. Thì anh em đang ngồi nhậu nhẹt. Chú đỡ chơi, chú đỡ bắn. Chú đỡ pháo bông. Rất là vui. Đang chờ thêm vài anh em lên nữa là bắt đầu chơi bắn pháo bông. Gặp tiệc phụ nữ đang ngồi ở trong. Đó. Bây giờ tụi nó các bạn nghe nó bắn vòng ở thành phố Houston này, tối nay nó bắn dữ lắm các bạn, New Year nó bắn dữ lắm. Không có bông á. Đó các bạn nghe đùng đùng đùng. Giờ cho tụi trẻ bắn trước đi, chút nữa người lớn bắn. chờ cho đến giờ các bạn ha. Cái thằng hàng xóm mình nó ra nó ngồi nó chơi, nó ngồi nó chờ kìa. Ở dưới kia nó bắn giống như pháo Việt Nam các bạn ha. Pháo Việt Nam pháo đỏ đó. Anh em đang cắm xe. Giờ đừng đốt nữa, chú có đi đâu? Để anh em lên hết đi đâu? Đốt hơi đốt nữa hả? Chút nữa đốt cho nhiều cho đã. Chút nữa đi. Để đốt lần một đi, đừng đốt nhiều lần. Chút nữa đi.
để hai mình trùm xe xe jam mấy xe vòng trong trùm lên hết đi mình trước mình đốt. Ờ. Xa nó rớt lên. Anh em xuống đời tới, anh em xuống đời tới kìa. Anh em xuống đời tới à. Đi đâu giờ, giờ mới lên. Kẹt xe, chứ phải ăn gì đâu bụng à. Anh em xuống đời tới. Hi, hello. Anh chém nhìn dưới được không? Nhìn sao kìa, nhìn cái đèn kìa. Rồi. Sao? Cảm giác xe anh chị em như thế nào? Happy không? Very happy. Very happy. Mạnh ghê, được như tên lửa. No. You're very happy. Em cũng đi. Em đi bộ vô. Mấy cái số 2, số 3 thôi à. Và ảnh đó. Anh thấy em được chạy nữa đi. Cái này là thiệt nói, cái này nó lướt là lẹ lắm. Thiệt á, nếu mà ai mà control không được á, nó sẽ tạt. Dạ, đúng rồi. Giục tay luôn thôi. Cho nên số 2, số 3 mình phải kìm ta lái cho nó cứng, cho nó thẳng, cho nó thẳng về hướng trước thôi. Với lại mình cảm giác cái tua máy của mình nó chạy như thế nào. Nếu mình cảm thấy xe mình nó xoáy gì đó thì mình thả ga ra. Còn mà nó giữ thăng bằng, nó cứ bám về hướng trước thì mình cứ bấm chạy thôi. Đúng rồi. Anh còn rung à. Thank you, Jam. Yeah. Thank you. Okay, đem xe vô ha. Chụp lại chú bắn pháo bông nha. Kéo số 1, kéo số 2 qua số 3. Chưa tới số 4 là anh Jam anh tay chân rung rồi các bạn, rung rồi cho nên mình chỉ chạy về thôi, mình không có xong rồi chút mà quanh lại nói trí đừng chạy nữa, tại em rung quá. Sợ. Thì là nói chung là cái tốc độ cái tốc độ mà nó đề ba lên kêu bằng gì quên à
tăng tốc gì tăng tốc à. tăng tốc à. Tăng tốc nó rất là nhanh các bạn, quá nhanh luôn. Ừ, quá nhanh. Dưới tên lửa hồi nãy là cái bánh sau nó xoáy chút dưới tên lửa luôn. Ừ. Nhiều khi mấy đứa em nó quay camera phía ngoài, nhiều khi các bạn cảm giác không có nhanh, nhưng mà ngồi trong xe cảm giác rất là nhanh, cảm giác rất là nhanh các bạn. Jam. Xe quá đẹp luôn. Giờ sao? Hết chai luôn hả? Chơi vậy? Hả? Để check từng người một đấy. mấy thầy uống các bạn à. Như anh này nè, qua giờ mình chơi một chút là các bạn đi coi chừng dậm chai bia. Uống ghê lắm. Vui quá. Ê, lấy một tấm trùm sen cho em lại coi. Còn tấm trùm R8 mình lại giùm anh em. Trùm R8 mình giùm. Bởi gì? Ồ, giờ phải trùm lại. Không bông. Đừng có cho nó. Ok, thì bây giờ chuẩn bị giờ countdown các bạn ha. Để trùm cái xe, trùm chết xe mình R8 mình giùm đi. Trùm sao trùm mới nữa à. Trùm hết xe luôn, đó. Trùm hết xe là, đó trùm lộn rồi. Giờ sửa sang bắn pháo hồng nha các bạn. Happy New Year nha các bạn nha. Trùm hết đi mẹ em, trùm hết cho mình luôn đi. Quay cái đầu lại, đi ngược rồi. Hello các bạn nha, hello các bạn. Ok, mở đó cho nó đi con. Can you hold this one quick? Hello các bạn nha, bây giờ chuẩn bị bắn pháo hoa nha các bạn. Để trùm xe hết cái. Ok, ra ngoài chơi. Cảm ơn không? Một cái là YouTube, một cái là Facebook. Hello. What? Ê, cái chiếc xe trắng của ai vậy? Mua ra đi.
Vũ Xuân Thắng ở đây. Lên luôn. Woo. Yeah. Đem nhiều mà bắn cho nó đã. Mua xe trắng kia lại đi. Trái xe của đền đâu nha. Trùm xe rồi các bạn, trùm xe rồi. Đốt nhang lên rồi chấm ấy cho nó đã. Để mình qua nhà của neighbor mình quay ra. Đó, nguyên một xe pháo rồi các bạn à, vui quá. Sao? Bắt đầu người ta bắn quá rất là nhiều các bạn ha. Hello các bạn ở Facebook nha. Hello các bạn. Năm mới chúc các bạn ở Facebook một cái năm mới thật là dồi dào sức khỏe ha. Gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài nha các bạn. Tấn tài tấn lộc nha. Sao con? Con đang like luôn hả? Con đang like luôn hả? Này là con của đệ ấy luôn không? Con đang like luôn hả? Lên luôn. Đừng có cho nó ngã nha. Happy New Year! Happy New Year! Yeah! Lên tiếp. Đúng vậy, nhanh lên mới đã. Đừng để cỏ nha, để xi măng á.
Đừng đẩy cỏ, đừng đẩy cỏ nha. Má ơi, năm nay chơi tới luôn. Bắn sáng trời luôn. Bên kia nó bắn quá trời. Happy New Year các bạn nha, Happy New Year các bạn nha. Đã chưa? Yeah, chưa, còn nhiều lắm các bạn ơi, còn nhiều lắm, nãy giờ mới có một mới có một tí à, còn nguyên xe truck kìa. Ok, dọn dẹp cái đó đi. Má ơi, bắn xong một chút cái hơi dọn dẹp đó. Quá đẹp. Bắn tiếp, cảnh sát chưa tới, bắn tiếp. năm nay bắn cháy ra khói xe luôn. Wow. Wow. Còn đỡ. Lên luôn. Woo.
Wow, pháo đã nè. Sáng chạy, sáng chạy luôn. Mấy người hàng xóm, mấy người hàng xóm mình ra coi luôn à. You like it? Ok, hiệp 2, hiệp 2. We'll clean up later. Bự nè. Bùm. Wow. Lên nữa. Bự nè, cái bờ bự nè. Bùm. Ok, còn nữa các bạn. Chưa hết. Vẫn sáng trời luôn.
Mày cầm cái khóa gì mở cái tay luôn các bạn ơi. Bự ra. Wow. Wow, mấy trái bự nè. Quá đẹp, quá đẹp. Còn nữa không? Happy New Year. Woo! Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Ok, dọn dẹp đi. Vừa quá. Oh my god. Oh, ok, đường của mình rồi các bạn ơi. Sạc pháo nhà ai rơi thật lạ rơi. Còn nữa hả? Còn nữa hả? Oh, cái này cao là. Wow. Ồ, cái này cầm bắn, cái này cầm bắn. Cái này cầm bắn. Đừng có cho nó ngã nha anh Phước. Cầm lên đi bắn đi. Còn nữa, còn đó, còn đó, còn đó, còn đó. Hãy sớm mình bắn ra. Hãy sớm mình bắn ra. Lên luôn. Lên luôn. Các bạn thấy đi Texas chưa không? Đây nè, bắn lại, bắn lại, bắn lại, bắn lại. Wow. Wow. Giật tay với bọn nó giật cái bờ giống như vậy mà. Đưa lên trời, đưa lên trời, đưa lên trời, đưa lên trời, lên trời. Đừng đưa thẳng lên em. Ê, cầm đưa lên trời mấy ông nội. Mấy ông nội chị chỉ nghiêng nghiêng thấy sợ quá à. Còn mấy viên nữa kìa. Nó tê tay chứ bộ, nó tê tay chứ bộ. Cái này bự nè. Đây bự nè. Hàng xóm mình bắn. Bom. Cầm hai tay anh Phương ơi. Cầm hai tay á. Phương Tâm ngon chịu chơi. Phương Tâm ngon chịu chơi ghê không. Tê tay à. Đưa cho. Ê, ê, đẩy, ê, đẩy đến đầu Phi á, đẩy đầu Phi nè. Nó chê mấy anh chị em nhét à. Đẩy đầu Phi kìa. Đừng thả nha. Cái kia bắn quá trời nữa kìa. Ha.
Quá vui, quá vui, quá vui. Tay mai vậy, để nó giữ một tay thôi. Không sao đâu. Chúc mình cho nó trái đi. Về cho anh Trí dọn hả? Làm người ai làm thế? Ta bảo đảm á, cái này mà kêu cái. Thôi cho Trí cầm một cái đủ, bảo đảm đủ thêm một thằng hai. Không sao đâu, cho trái đi. Đốt luôn đi, đốt luôn đi, đốt luôn, đốt luôn. Ê đốt luôn, đốt luôn. Đốt luôn sao? Đốt xong rồi chúng mình quét cho vô. Được không đó? Được, 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 được. Đốt luôn tí nữa gió nó thổi bay luôn khỏi dọn luôn. Không, đốt gần cái cống á sao bắt đầu lấy nước xịt cho nó xuống cống luôn. Cho mà đâu gì đâu. Chứ nhiều quá mình sao mình lấy được. Hả? Bị la trời, tôi nghĩ bị la. Vui quá. Hả? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Đụng má đốt pháo rồi đốt giấy luôn. Vậy cho nó cháy một nửa đi. Vui quá anh em chơi tối nay vui quá. Kìa bắn tiếp à. Cái chừng lúc đây nó còn pháo các bạn, khi nó nổ luôn. À giờ tới hàng xóm mình bắn nè. Sáng trời luôn à. Ê John có chừng trái cỏ không? Dạ có chừng trái cỏ đó. Hả? Giống như cắm chạy luôn rồi. Cắm chạy luôn. Quậy dây kêu luôn. Vui không? Nó hằng này, thằng này để quăng lộn rồi, để làm rớt rồi, để làm ngã. Làm ngã. Nó bị ngã rồi. Bị ngã. Nó xịt vô cái cổng luôn đó trời. Nó bắn ngã. Như nó bắn vô cái cổng mình. Nó bắn ngã. Ngã phải không? Ừ.
mày nó bắn mà nó ngã mình run luôn bạn, nó sợ nó bắn vô trong nhà. Ờ nó bắn tùm lum la luôn. Hết hồn cái gì á. Giờ bên này nó bắn nè. Bây giờ các bạn nghe nó bắn ghê không? Nó bắn tao đây quá trời luôn, vòng vòng. Tối nay là nổ sùm. Cái anh hàng xóm của mình bắn ẩu á. Là mình rung các bạn. mình bắn nãy giờ sao bây giờ tôi lo bắn. Tại vì mình bắn cái giờ New York các bạn không? Giờ New York thì đi trước cái giờ ở Houston 1 tiếng đồng hồ. Đó. Nó bắn tao nói vòng là biết đầu đất ốc luôn. Các bạn nghe không? Bắn à. Wow. Mình đây mình dọn dẹp bây giờ bắt đầu tụi nó bắn. Giỏi ghê luôn không? Wow, các bạn nghe đó nó bắn không? Đốt pháo bông không? Hả? Nó tại vì mấy đứa nhỏ sợ mấy đứa nhỏ về ngủ sớm á, nó muốn coi. Bắn bắn gì đã vậy, bắt đầu dọn dẹp cho các bạn. Cái hàng xóm mình nó còn bắn cả. Thì bây giờ anh em đang ngồi chia tay tại vì nghỉ sớm các bạn ha. Rồi ngày mai anh em còn đi chơi nữa. Thì cái rally đi Austin á thì cancel các bạn ha. Tại vì một số anh em bị cảm á các bạn. Cho nên khi một số anh em bị cảm á, anh chị em bị cảm á, thì mình cảm thấy rất là thiếu thốn. Cho nên mình không có tổ chức đi Austin nữa mà đi biển vòng vòng dưới đây chơi thôi. Đó. Thì ngày mai thì thứ sáu mai bắt đầu anh em đi ăn uống rồi đi lấy xe đi vòng vòng chơi. Nhưng mà chủ nhật á, chủ nhật thì đông hơn. Chủ nhật thì dạ hả? Ok. Ok, bye bye bye. Thank you anh chị. Thank you. Ok, thì cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế nha. Chào tạm biệt các bạn.